Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Kanji qua câu chuyện. Mình là Toàn, đến từ tiếng Nhật 21 ngày. Hôm nay chúng ta cùng nhau học bài 27 theo cuốn sách Hách Não Kanji tập 2. Thì hôm nay trong bài 27 chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những kanji của bộ hỏa lửa và bộ cửu ở trong số 9. Mình bước sang bài 27, đầu tiên là những kanji liên quan đến hỏa, nghĩa là ngọn lửa này. Thì chữ đầu tiên mình tìm hiểu là chữ viêm, ở trong nghĩa là cháy lớn hoặc là bị bệnh viêm á, thì rất là dễ thôi đúng không? Bên trên là lửa, bên dưới là lửa, hai lửa là cháy lớn là bị viêm, tức là mình bị viêm gì thì giống như lửa đốt ấy. Ở đây mình có ví dụ như là haen là viêm phổi này, ở đây là chữ phế nhá, phế phổi đây, em Nguyệt ra thành phố mắc bệnh phổi thì phổi là hai này, chữ viêm này là en này, đó tức là âm án là phế viêm nhé, chuyển âm tức là phế là phổi này ghép với lại viêm thì là viêm phổi, hoặc là enso thì là bị viêm nhiễm trùng, đây là viêm trứng, trứng ở trong trứng bệnh ấy. Chữ đàm ở trong đàm thoại thì lùi đàm thoại nên có lời nói rất logic, lời nói tóe lửa hoặc lời nói cháy lớn hoặc lời nói viêm thì chính là đàm thoại. Trong từ vựng như là sodan là trao đổi thảo luận này, chữ đạm ở trong thanh đạm, nước gặp lửa là thanh đạm, thế thôi. Đây còn nước này gặp lửa giống như minh họa nha, đây có lửa có nước này thì trở nên thanh đạm. Ví dụ như tính từ là awai đúng không, là mong manh thoáng qua mờ nhạt, nó là chữ đạm này. Âm án là hôi, nghĩa tiếng Việt là cho, thì bên ngoài là sườn núi, ở dưới là lửa đốt, đây tức là sườn núi bị đốt thành tro, rất dễ nhá, ngọn núi này, sườn núi này bị lửa đốt thành tro, âm án là hôi, nghĩa là tro. Trong từ vựng là hai zara là cái gạt tàn, ở đây phân tích một chút nhé, đây là chữ hôi, hôi này ở trong nghĩa là tro đấy, tro tàn đấy, thì là hai này, bình thường cái đĩa là zara đúng không, thì đây biến âm một chút thành zara đúng không, đó hai zara này là cái gạt tàn, hai iro là màu tro màu xám, còn đứng một mình ấy hai thì nó là tro, đây tro tàn đây. Những kanji liên quan đến cửu số 9 thì số 9 ngoạn quá quen rồi. Số 9 gạch đuôi là hoàn tròn này. Sau đó ra cứu này, chữ nhiễm này và chữ quỹ. Âm hán là hoàn nghĩa là tròn. Rất dễ. Các bạn để ý màu đỏ là số 9 nhé. Xong nó bị cắt đuôi. Đây. Đây cái nét gạch này con đi cắt cái đuôi nó đi thành số 0. Số 0 thì là tròn rồi. Số 9 này bị cắt đuôi ra số 0 thì đấy chính là tròn. Rất dễ nhé. Trong từ vựng là matter đúng không? Là tròn thì bạn rất là quen rồi. Cứu ở trong nghiên cứu, bên trên là cái lỗ nha, bạn nào quên là phải xem lại. Dưới mái nhà có 8 cái lỗ hoặc là chân đi xuống lỗ, trên là huyệt cái lỗ này, dưới là 9, nghiên cứu 9 cái lỗ đúng không, đây 9 cái lỗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 này, nghiên cứu 9 cái lỗ, tức là ghép cái lỗ với số 9 ra chữ nghiên cứu luôn. Thì ở đây mình có là kenkyu là nghiên cứu này, cái chữ chắp tay nghiên cứu đá này là chữ nghiên, ghép thêm chữ nghiên cứu chính cái lỗ là chữ cứu, đó nghiên và cứu. Ngoài ra nó còn trong động từ là kiwameru là tìm hiểu đạt tới. Chữ nhiễm ở trong ô nhiễm rất dễ, nước chín cây nước làm chín cây, làm sôi cây lên, đây giống như minh họa này là nước ô nhiễm rồi, nó rất logic. Ba chấm thủy là nước này, đây là số 9, đây là cái cây, nước làm chín cây là ô nhiễm. Ở trong từ vựng là osen là ô nhiễm này, đây là chữ ô nhá, chuyển về ô thôi, chữ nhiễm này chuyển về sen này, hoặc là ở trong động từ someru hoặc là somaru nghĩa là nhuộm, đấy tức là nhuộm tóc này, là rất thông dụng nha, động từ này rất thông dụng cho nhuộm tóc. Shimi là tàn nhang vết bẩn nám ấy. Và chữ cuối cùng là chữ quỹ ở trong quỹ đạo, xe chuyển động theo quỹ đạo số 9, đây xe đi theo số 9 là quỹ đạo. Kỳ đô là quỹ đạo này, quỹ là kỳ, đạo đường là độ. Mình cùng các bạn ôn tập lại 8 kanji. Đầu tiên mình ôn tập những kanji của bộ hỏa lửa trước. Bây giờ là có hai lửa là gì ạ? Quá dễ rồi, hai ngọn lửa là viêm cháy lớn, tức là viêm này nghĩa đen là cháy lớn, hoặc là ở trong ví dụ như mình bị bộ phận gì đó bị viêm đúng không, đó, viêm dạ dày viêm phổi gì đó thì nó chính là dùng viêm này.
hai ngọn lửa thiêu đốt ấy, đó thì chính là viêm. Chữ hôi cho, âm Hán là hôi, nghĩa là cho. Câu chuyện là cái gì bị đốt thành tro đấy? Sườn núi đúng không? Tức là bên ngoài là có hán sườn núi, đốt sườn núi ra tro, thì cái này là tro nhé. Đó, hoặc là ghép như là gạt tàn chẳng hạn. Đấy, cũng có cái kanji này để ghép vào. Bây giờ nói tóe lửa, tức là nói tóe hai ngọn lửa, hoặc là nói viêm luôn. Đấy chính là chữ đàm ở trong đàm thoại, tức là nói chuyện đấy. Đàm ở trong đàm thoại, thảo luận. Chữ đạm ở trong thanh đạm là có gì ạ? Rất dễ thôi, nước gặp lửa có ba chấm thủy nhá. Đó, cộng với chữ viêm đấy, nước gặp lửa thì ra thanh đạm. Thì các bạn thấy nó rất liên quan đúng không? Tức là thanh đạm thì có nước gặp lửa này, đàm thoại thì có ngôn lời nói này, đốt sườn núi ra tro, tức là sườn núi liên quan đến tro. Còn hai ngọn lửa thì là viêm, nó rất là dễ dàng. Mình cố tập những kanji của cửu số 9. Bây giờ số 9 bị cắt đuôi, tức là xoẹt vào nhát. Số 9 bị cắt đuôi thì giống thành chữ O đúng không? Thì ra hình tròn, âm Hán là hoàn tròn. Nó rất là dễ nhá. Số 9 cắt đuôi, xoẹt một nhát thì ra hoàn tròn. Chữ nhiễm ở trong ô nhiễm, truyền nhiễm thì câu chuyện cũng rất là xuôi theo bộ thôi. Nước làm chín cây, chín này giống như là bị sôi lên đấy. Có một ba chấm thủy là nước này, sau có số 9, nước làm chín, dưới có cây, ra luôn là nước ô nhiễm. Cái nước làm chín cả cây, giống hình minh họa ấy, đổ vào nó sôi lên luôn, bốc hơi, bốc khói. Nước làm chín cây là ô nhiễm, là chữ nhiễm nhé. Chữ này mình có bên trên là cái lỗ, bên dưới là chín. Thì câu chuyện là gì ạ? Giống hình minh họa đang xoay xoay, nghiên cứu chín cái lỗ. Đó, đây là chữ cứu ở trong nghiên cứu. Nghiên cứu chín cái lỗ. Tại bản chất bên dưới nó là cửu số 9 rồi, tức là cửu ra cứu đấy. Mình nhắc một chút về cách viết của chữ huyệt cái lỗ nhé. Bên trên chính là cái lỗ này. Thì hai cái dưới của nó có thể là chân đi cũng được, hoặc là bát số 8 cũng được nhé. Tức là nó có thể rời ra hoặc là chạm. Do phông thôi thì đều là chữ huyệt. Đấy, tức là huyệt cái lỗ đấy, chín cái lỗ là nghiên cứu. Sau này các bạn học cái chữ mà chắp tay nghiên cứu đá thôi. Đấy, chữ nguyên ghép với chữ cứu thì ra nghiên cứu. Nó rất là dễ. Tức đầu tiên mình học kanji riêng lẻ, xong mình ghép thành từ vựng. Chữ quỹ ở trong quỹ đạo thì là có gì ạ? Nhớ hình minh họa không ạ? Cái xe nó đi theo số 9 ấy. Đó. Tức là có bộ xe và bộ số 9. Xe đi theo quỹ đạo hình số 9. Như vậy chúng ta đã cùng nhau học mới và ôn tập xong bài 27, những kanji liên quan đến chữ hỏa lửa và cửu số 9. Thì hy vọng qua những câu chuyện thú vị và qua những cách phân biệt do chúng ta là ghép những kanji giống nhau, thì các bạn vừa học mới và ôn tập rất là dễ dàng. Để chúc các bạn sẽ học tập thật đột phá cùng với hách não kanji và hách não từ vựng trong tiếng Nhật.